Hôm nay em Duy lại lên sóng cho anh chị một chiếc Mercedes S. Trước mắt quý vị chị các bạn đây, đây chiếc Mercedes-Benz S400 được sản xuất năm 2017. Xe thì em vừa mới về chiều tối hôm qua, đấy, tầm 7-8 giờ tối hôm qua. Xong sáng nay em cho đi rửa qua và em đi chụp ảnh. Đây, em đem vào đây chụp ảnh. Và em quay lên cho anh chị xe là mộc hoàn toàn và em chưa qua bất cứ spa dọn dẹp gì hết. Đấy. Thì đây thì em tiện em quay cho anh chị có thể cảm nhận được cái chất xe này của em. Xe của em thì mang biển số Hà Nội 30G93845. Biển số thì cũng khá là đẹp. Đấy. Xe thì cá nhân sử dụng đã chạy được 96.000 km rồi. Đấy. Chất xe rất là cứng anh chị ạ. Đây. Bác chủ thì đã độ lên cái mặt ca lăng cho chiếc S400 này rồi. Độ lên mặt ca lăng của máy bách. Đây anh chị, trông rất là đẹp. Đấy. Và S400 ở đời này thì anh chị đã có thêm đó chính là tính năng camera 360 độ. Và khi nào mình lùi hay mình sử dụng thì nó sẽ tự mở cái này ra nha anh chị. Đấy, rất là hay luôn. Ngoài ra thì anh chị nhìn các chi tiết mạ chrome giúp em này. Đấy, nó vẫn rất là bóng luôn, nó chỉ có một vài vết xước này. Đấy, nó có xước như này thì bọn em chỉ cần đánh lại là xong. Đây anh chị, xe thì gần như là bác chủ để đi phố thôi, đi rất là giữ gìn. Nó chỉ có một vài vết xước răm lông mèo thôi, chứ không hề có nhiều những cái vết xước to đâu ạ. Đấy. Anh chị có thể nhìn tổng thể chiếc xe cho em. Mâm bác chủ cũng đã độ lên cho anh chị rồi. Và mâm thì đang còn khá là mới. Đây anh chị, nó có một vài cái vết chém này. Cái này anh chị yên tâm nhé. Cái này thì nếu như anh chị lấy thì em sẽ xử lý lại là xong. Em chỉ cần phay lại một tí và sơn là xong thôi. Nó cũng không phải là cái vết to. Ngoài ra thì anh chị mua chiếc xe này thì rất là lợi thế cái dàn lốp luôn. Bởi vì dàn lốp bác chủ mới thay là tuần thứ 15 năm 2022. Và đang còn rất là dày luôn chị ạ. Đây ạ, đang còn rất là dày. Đấy. Lốp này thì anh chị phải đi được tầm 3 đến 4 vạn km nữa thì mình mới phải thay. Đây, hoàn toàn xe mộc hết anh chị ạ, mộc 100%. Cái này em chưa cho xử lý này. Đây. Nó chỉ có vài cái vết xước răm lông mèo thôi. Đấy. Đây nữa. Đấy, cái này thì em cho đi xử lý một hai hôm là xong. Hôm nay thứ bảy rồi, chắc sang tuần em cho đi xử lý. Đấy. Chất xe rất là đẹp. Phần đuôi xe đây anh chị. Đây, nó có những cái va chạm mà quẹt nhẹ đấy anh chị. Đấy, đi không may quẹt nhẹ thì cái này nó chỉ tí, bọn em chỉ cần sơn tỉa lại một chút là xong thôi. Nó cũng không có gì cả đâu. Đây. Đấy, cái này thì tẩy là được. Chiếc xe này của em thì trang bị cái nội thất là màu nâu nha chị, nội thất màu nâu. Nội thất thì như em đã nói rồi, nội thất cũng khá là cứng. Đây, nội thất đây anh chị. Các phim bấm cho đến các phần da ốp gỗ. Rất là đều xe, rất là cứng xe luôn. Xe mộc hoàn toàn. Đấy. Ghế chỉnh điện nhớ 3 vị trí ghế hết rồi. Đương nhiên thì chiếc xe nào spa lên mà chẳng sạch đẹp đúng không anh chị. Tuy nhiên thì em Duy quay những cái chiếc xe mộc này lên để cho anh chị có thể cảm nhận được cái đầu vào khi bên em mua về là nó như thế nào. Chứ còn đương nhiên thì ai mà chẳng muốn quay lúc đẹp đúng không anh chị. Nhưng mà gần như quay như thế này thì anh chị mới biết giá trị thực sự của một chiếc xe khi mới mua về. Chất xe thực sự khi bác chủ vừa mới sử dụng xong. Các chi tiết như táp ly cửa cho đến các phim bấm. Có hai màn gối phía sau, cửa gió tu bin, cửa sổ chơi. Và bên trong nội thất thì bác chủ độ cũng thêm một chút đồ chơi như là loa xoay này, cửa gió tu bin điều hòa. Đây anh chị, 96.184 km. Và cam kết cho anh chị là km zin, mình có thể đem đi kiểm tra hãng bất cứ nơi đâu. Các cửa gió độ lên rất là đẹp. Camera 360 độ. Đây ạ. Đấy. Rất là nét. Có các chế độ như nâng hạ gầm cho đến các chi tiết như con chuột này. Anh chị để cho em đấy ạ. Hay cái ghế lái bên phụ đấy ạ. Rất là căng. Nó chỉ có những cái vết nhăn nhăn thôi nha anh chị. Vết nhăn này theo thời gian thì nó cũng không tránh khỏi được. Tuy nhiên thì anh chị nhìn cái độ cứng của ghế đấy. Độ đàn hồi của nó rất là chắc, chứ nó không hề bị xẹp đi hay là nó bị nhũn cái da này đi. Cái này em spa lên thì quá là sạch đẹp rồi.
chất xi măng nó lại như thế này. Đây, em sẽ cho anh chị xem qua cái khoang máy của chiếc xe này. Đây ạ, các con ốc đây anh chị vẫn còn là zin của nhà máy. Và anh chị yên tâm nhé, bên em bán ra thì luôn cam kết cho anh chị đó chỉ là máy móc, động cơ hộp số nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Và xe thì anh chị có thể đem đi bất cứ gara hay đại lý nào để mình kiểm tra. Và bán ra thì bên em có cam kết bằng văn bản giấy tờ, có đóng dấu đàng hoàng. Các con ốc đây anh chị rất đều, ốc nắp capo. Đấy. Hơi nóng anh chị ạ. Đây, các con ốc máy đây anh chị. Anh chị nhìn ốc máy giúp em đây này. Nguyên bản theo xe và gần như nó không hề có dấu hiệu của sự tháo giã. Đây ạ. Đấy. Và anh chị cũng yên tâm, khi anh chị mua xe bên em thì bên em sẽ bảo dưỡng cấp 1 vạn cho anh chị. Đấy. Tặng kèm thêm gói bảo dưỡng cấp 1 vạn để như thay dầu, bảo dưỡng lọc gió điều hòa, cao su chân máy các thứ để xe nó đi, nó vận hành, nó êm mái và nó trơn tru hơn. Và để cho anh chị nếu mình sử dụng mình có thể tiện nắm bắt được cái lịch trình bảo dưỡng tiếp theo của chiếc xe. Và hiện tại em Duy đang có chiếc Mercedes-Benz S400 được sản xuất năm 2017, có biển số Hà Nội, đã chạy được 96.000 km và hiện em đang chào bán mức giá là 2 tỷ 050 triệu đồng. Mức giá thì có linh động, thực sự thì một cái mức giá gần như là nó quá tốt rồi anh chị, nếu mà so với cách đây vài tháng. Nếu như anh chị và các bạn nào tìm hiểu thì cũng biết rồi, loanh quanh 2 tỷ đồng mình đã có sở hữu một chiếc S400 2017 sang trọng, êm ái. Và cái độ an toàn của trên miệng S thì anh chị cũng biết rồi, nó rất là đầy đủ. Và chiếc xe này thì hiện em vẫn có thể hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Và anh chị yên tâm nhá, xe thì bất cứ nơi đâu, anh chị bất cứ ở nơi đâu, em đều có thể vận chuyển đến tận nhà, giao xe tận nhà cho anh chị. Và em xin được nhắc lại giá của chiếc xe này, 2 tỷ 050 triệu đồng. Và cuối cùng, em xin được cảm ơn quý vị và chị các bạn đã đón xem video của em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.